6 ngày ngập lụt, nước ở xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội mới chỉ rút đi được khoảng 50 cm. Hiện chính quyền cùng người dân đã tổ chức lực lượng để thu gom rác thải theo phương châm nước rút đến đâu thì vệ sinh đến đó. Cái bất cập nhất của chúng tôi bây giờ là cái vấn đề về môi trường. Cái vấn đề môi trường là ở đây là hiện nay là bức xúc nhất, vì tất cả cái hệ thống rác thải hoặc súc vật chết đấy thì nó lại dồn về làng. Thế hôm nay thì chúng tôi đã huy động là chị em phụ nữ này, đấy, đoàn thanh niên này đi tổng dọn vệ sinh, là vớt rác, là xử lý ban đầu. Thế còn sau khi nước rút thì chúng tôi sẽ có những cái phương pháp là sẽ xử lý sau. Nhưng trước mắt bây giờ là xử lý cái vấn đề rác tạm thời để đảm bảo cho cái vấn đề là hạn chế cái ô nhiễm của nhân dân. Để xử lý vấn đề môi trường, ngành y tế huyện Mỹ Đức đã chuẩn bị 3.300 cơ số thuốc và hóa chất để xử lý môi trường để cấp phát cho người dân. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức cũng đã chỉ đạo thành lập các đội lưu động để theo dõi dịch bệnh, đảm bảo tất cả các trường hợp bệnh truyền nhiễm sau khi được phát hiện sẽ được báo cáo và xử lý đúng quy định trong vòng từ 24 đến 48 giờ, không để dịch bệnh lan rộng. Tất cả các cái lực lượng là phải tham gia tổng vệ sinh môi trường. Thế và cũng đã tính toán đến cái việc là xin thành phố hỗ trợ các cái loại như là chloramin B và các cái thuốc khử trùng và thanh khiết môi trường để có như vậy là về phun trên diện rộng của các cái xã bị ngập lụt và kể cả các cái xã lân cận để như vậy là phòng chống các cái dịch bệnh có thể xảy ra và cũng làm tốt cái công tác như vậy là tuyên truyền cho bà con nhân dân phòng chống các cái dịch bệnh có thể là sau lũ có thể xảy ra. Theo dự báo, phải mất từ 7 đến 10 ngày nữa nước mới rút ra hết khỏi các khu dân cư. Bên cạnh các loại bệnh thông thường có thể xảy ra, điều đáng lo ngại hiện nay là bệnh sốt xuất huyết có nguy cơ lây lan do nước ngập và động nhiều là điều kiện thuận lợi cho loang quăng và muỗi truyền bệnh phát triển.